Xin chào các bạn, mình tên là Liên, năm nay mình 45 tuổi. Hôm nay mình ngồi đây muốn chia sẻ với mọi người về cái quá trình phục hồi tóc, rụng tóc này và gần như là hói đầu của mình. Mình là nhân viên văn phòng, thì như các bạn biết đấy, nhân viên văn phòng thì ngoài những cái việc là giấy tờ nọ, giấy tờ kia rồi xếp chỉnh ký rồi chăm thứ bà dằn là việc, cho nên là mình bị chết. Bị chết thì dẫn đến cái việc là tóc mình rụng nhiều này, gần như là hói đầu đi và bạc rất là nhiều. Mình bị bạc khi mình mới có 35-36 tuổi thôi. Thì đầu tiên thì mình cũng không quan tâm đến cái chuyện là tóc nó rụng đâu, vì cứ nghĩ là nó bình thường. Mình chỉ quan tâm đến cái việc là tóc mình bạc ấy, thì mình một là mình ra ngoài hiệu mình nhuộm, hai là mình mua cái sản phẩm nhuộm tóc về nhà mình nhuộm. Thì đi ra ngoài hiệu thì rất là đắt đỏ, còn nhuộm ở nhà thì chỉ có chờ khi nào mà con cái nó rỗi thì nó với giúp mình là trải cái thuốc nhuộm tóc này vào. Dạo gần đây thì tóc mình rụng rất là nhiều, hói hết cả đầu, cho nên là các con nó khuyên là mẹ nên đi khám xem thế nào. Thì mình cũng đi khám thì cũng dùng rất là nhiều cái sản phẩm rồi, nhưng mà không ăn thua gì cả, đầu thì vẫn hói và tóc thì vẫn bạc. Tình cờ một lần mình mới đọc trên báo thì mình thấy có cái bộ sản phẩm chăm sóc tóc Hitachi. Thì mình đọc thì mình thấy cái sản phẩm này rất là tốt và nhiều người review cũng rất là tốt. Nhưng mà mình cũng không tin ngay đâu. Thì cũng bây giờ quảng cáo cái thứ rồi ấy nó nhiều lắm. Cứ quảng cáo thì thế thôi nhưng mà không biết sản phẩm thế nào. Thế nhưng mà cái hôm đi họp lớp thì mình thấy có cô bạn cùng lớp cấp 3 với mình. Trước kia thì cô ấy đầu thì ít tóc này, hói này, xong lại tóc còn bị bạc sớm nữa, trông rất là già nua. Nhưng mà đợt này gặp thì trông trẻ ra rất là nhiều, tóc thì dày, mà cô ấy bảo cô cũng đang dùng cái bộ sản phẩm Hitachi. Thì mình cũng nghe cô ấy nói là được chồng mua cho để dùng thử, thì mình cũng về mình mua thử một liệu trình về mình dùng thử. Sau khi mình dùng 4 tuần đầu tiên thì mình thấy cái da đầu của mình nó bắt đầu ngứa ngứa và những cái tóc con nó đã mọc lên. Và cái tóc con nó mọc lên thì nó không còn trắng bạc trắng như trước nữa mà nó đã là đen rồi. Thì mình dùng hết một liệu trình của bộ 3 sản phẩm, gồm có viên uống này, hỗ trợ từ bên trong. Ngoài ra thì có cái dầu gội thì giúp cho kích thích mọc tóc này và làm cho tóc bóng khỏe hơn. Đấy, còn đây là cái sản phẩm xịt. Thì khi mình dầu gội đầu xong thì mình xịt vào tóc của mình, mình đi ra ngoài thì giúp cho tóc rất là bóng và đẹp. Đấy, khi mình dùng hết một cái liệu trình này thì mình thấy là tuyệt vời, không còn gì để nói nữa. Trước kia thì mình tự ti về cái mái tóc của mình bao nhiêu thì bây giờ mình đã rất là hãnh diện về nó. Bây giờ đi ra đường là lúc nào cũng thả tóc để mọi người chiêm ngưỡng cái mái tóc của mình. Và nói thật là mình dùng xong cái bộ sản phẩm này mình cảm thấy mình trẻ ra đến chục tuổi ấy. Đầu thì không còn hói nữa này, không còn gọi là hoa mắt chóng mặt mất ngủ nữa này, ăn được ngủ được, cho nên là mình trẻ ra rất nhiều, ai cũng khen, rất là thích cái sản phẩm này. Khi mình dùng cái sản phẩm này tốt rồi, không chỉ một mình trong gia đình dùng đâu, mà bây giờ chồng con mình cũng dùng. Và mình khuyên các bạn là không nên để khi 30-40 tuổi rồi mới dùng cái sản phẩm này, mà chúng ta nên dùng từ sớm. Vì cái chuyện là rụng tóc này, hói đầu này nó không chừa một ai, kể cả những bạn mới 18-20-25 tuổi cũng đã phải có cái tình trạng như thế này rồi. Và mình hy vọng rằng các bạn hãy tìm hiểu và sử dụng ngay cái sản phẩm này nhé, đảm bảo sẽ được cái bộ tóc như mình mong muốn.